Dạ em xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của em nha. Thì buổi sáng hôm nay em và bạn Tài đang có mặt tại Hoa Viên Nghĩa Trang tỉnh Bình Dương, mộ của cô Năm Vũ Linh đó cả nhà. Thì sáng thì hai chị em có mua bánh bao và trà nóng. Thì bây giờ xin mời cả nhà cùng theo hai chị em vào để mời cậu Năm ăn bánh bao uống trà nha cả nhà. Thì buổi sáng hôm nay trên cái lư hương của cậu Năm có một cái phát hiện mới, đó là cái cát màu vàng này cả nhà. Cái này là chắc do mấy anh em hoặc là khán giả hay là người nhà gì á mới bỏ cát thêm vào cái lư hương đó cả nhà, cát màu vàng nha. Thì mộ cậu Năm sáng hôm nay rất là đẹp luôn á cả nhà. Thì bạn em với bạn Tài có mua cho cậu Năm hai cái bánh bao chay nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn nha. Giờ mình sẽ bày ra cái này màu xanh nha, còn một cái nữa là màu vàng. Đó, mình bày ra, mình mời cậu Năm dùng. Thì buổi sáng hôm nay thì mấy anh em vào trước thì cũng có cúng cậu cà phê cả nhà. Thì nước lọc thì bây giờ bạn Tài xin phép là sẽ châm trà cho cậu nha cả nhà. Thì bạn Tài sẽ lau sơ lại bàn thờ, lau chung nước cho cậu Năm, xong rồi mới châm trà nha cả nhà. Thì là hôm qua là tụi em á, thì buổi chiều á, thì cũng hay tin là Hồng Loan có phát bánh trung thu cho các cô chú, phát gạo cho các cô chú mà hoàn cảnh khó khăn, và tụi em cũng có xuống dưới để về lúc khoảng 3 giờ mấy ở nhà, cũng có về dưới để cập nhật chia sẻ với cả nhà mình. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị hỏi là Tài và Nắng Sưng có bánh không. Thì hôm qua thì đông quá nên là tụi em không có bánh nha cả nhà, nên là cũng không có nhận bánh dùm cho ai ở trên này hết á cả nhà. Có nhiều anh chị nói nhớ lấy cho người này người kia, nhưng mà thật sự là rất là đông luôn, cho nên là tụi em cũng không có nhận bánh nữa cả nhà ơi. Thì có nhiều cô chú kiếm thị á đến á thì được phát gạo cả nhà. Thì bên cạnh đó thì cũng có nhiều anh chị nói là nghe phát bánh cái là chạy về dưới nhận liền, bỏ mộ cậu. Thực sự là hôm qua thì khán giả đến thì cũng lưa thưa cả nhà ơi, đến vào thắp nhang xíu xong rồi khán giả về thì cũng không có nhiều khán giả, cho đến khi mà chiều có cái chị mà cái chế mà ở Sóc Trăng lên mà tặng tấm hình cho cậu Năm á, thì lẽ ra là tụi em đã về rồi. Nhưng mà thấy chế đó sách có sách cái bánh đầu tiên nữa cả nhà, thấy là lạ đó, nên là tụi em quyết định là ghi hình. Thì ghi hình xong thì tụi em mới về cả nhà, lúc đó thì cũng 3 giờ mấy rồi. Như thường lệ thì như em á, thì em ở Long An thì 3 giờ mấy là em đã về nhà cả nhà. Chỉ có Tài là hôm qua là về cùng đi chung với em là về sớm, mà hai đứa về nhà của cậu Năm ở Đoàn Thị Điểm mà để ghi hình là phát bánh và phát gạo cho các cô chú thôi, chứ không phải tụi em là về ham bánh hay gì về mà bỏ cậu đâu cả nhà. Đừng có nói về tội nghiệp tụi em đó cả nhà ơi, tụi em cũng đâu có nhận bánh đâu, về là chủ yếu là ghi chia sẻ cho cô chú anh chị mình biết thôi, tình hình ở dưới thôi, chứ tụi em đâu có phải mà về một cái bánh hai cái bánh mà tụi em mà bỏ cậu mà đi về đâu.
đúng ra là giờ đó là em cũng về nhà rồi. Thì tụi em về dưới xong rồi về, em về tới nhà kẹt xe quá trời, cũng 7 giờ mấy cả nhà. Thì sau khi lau dọn bàn thờ của cậu Năm xong rồi, để bánh bao lên cho cậu rồi châm trà, thì bây giờ mình sẽ thắp hương để mời cậu Năm dùng nha cả nhà ơi. Rồi mình đã thắp hương mời con dùng bánh rồi, thì bây giờ hai chị em sẽ làm một cái công việc để thể hiện cái tấm lòng của tụi em đối với cậu nha cả nhà, đó là lau mộ cho cậu Năm. Thank you.
thì hai chị em đã lau mẫu của năm cậu năm xong rồi, thì hai chị em bây giờ sẽ qua lau mẫu và chăm trà cho cô Thanh Kim Huệ nha cả nhà. Thì em sẽ lau ở trên hình của cô và mẫu cô, còn Tài sẽ chăm trà, lau chung trà và chăm trà cho cô Huệ nha cả nhà ơi. Thì sau khi lau mẫu chăm trà cho cô Huệ xong rồi thì bây giờ hai chị em sẽ đi qua để thắp hương cho ông ngoại Dương Văn Ngộ ở kế bên mộ cổ năm nha cả nhà. Thì tụi em sẽ vào thắp hương và chăm trà cho ông ngoại nha. Thank you.
Thì buổi sáng hôm nay thì hai chị em vào một lượt, cho nên là cùng nhau vào chăm trà cho cậu Năm, lau mộ cho cậu Năm, cô Thanh Kim Huệ, và qua chăm trà thắp hương cho ông ngoại Dương Văn Ngộ nha cả nhà. Thì có lẽ là em xin phép tạm dừng video ở đây. Chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Yêu thương, like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ hai chị em nha cả nhà. Chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại nha. Bye bye.